chào các bạn. Bây giờ Kiki đang ở một con đường nó rất là lắc qua lắc lại, tại vì mình đang lên núi Thái Bình. Bây giờ mình đang lên núi nha mọi người. Nếu mà các bạn đến Hồng Kông, các bạn không có lái xe như mình á, thì các bạn có thể đi xe buýt. Mình có thể đi trên xe buýt ở cái trạm ở Central. Mọi người đi ra Central thì tìm cái xe buýt số 1 thì mình có thể đi lên núi Thái Bình. Thì ở Central cũng có một cái trạm là có thể ngồi xe điện núi lên núi Thái Bình. Cái xe điện núi nó còn vui hơn nữa. Nhưng mà hôm nay tại vì khi có anh Vidiam anh lái xe nên là mình không có đi xe điện núi đó. Các bạn du khách đi xe điện núi đó là đẹp lắm luôn á, chụp hình thoải mái luôn á. Tại vì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đây đi lên cái núi Thái Bình, đi tới đỉnh nữa. Trên đến đỉnh đó thì một lát Kiki sẽ show cho các bạn xem. Nhưng mà chỗ này là một cái căn nhà mình rất là quen thuộc. Tại vì nếu mà các bạn có xem phim TVB đó thì người ta hay lấy cái cảnh ở đây đó mọi người, giống như là giả bộ là căn nhà này là một người giàu có đó. Đấy, các bạn đi qua đây coi với Kiki nha.有人住嘅William真係呢度梗係有啦，有錢人咪住呢度咯。呢度好多TVB有好多劇集咧，就講係有錢人嘅家族嘅咧，就會好似而家咁樣影架車，就佢哋揸車翻屋企，就咁樣咯。好似而家呢架車咁樣咯，好似似曾相識咁。好面善咁樣嘅，係啊。但係實質係真係有人喺度噶嘛？有人喺度住㗎。我哋拍完就算啦，拍完咯，係啊。你可以指下嗱，佢哋就會呢條路咁樣上嚟咯。 好啦。係全香港最靚嘅公廁，係咪好似好有英國嘅感覺啊？啲草嚟嘅，it's like a stronger grass. 我唔 nói 啊， mấy cái cỏ này á không có mắc tiền hả? 即係你見到呢個草咧，你影落去咧， it looks really pretty, right? Yeah. But then when you really look at it, it's not that comfortable. 就係 ông nói á, mấy cái cỏ này á nhìn rất là đẹp, nhưng mà khi mà mình đạp xuống á, nó không có thoải mái như là bên nước Anh á, thì mấy cái cỏ này á, khi mà ông đi công viên, ông nói ông đạp xuống, ông cảm thấy là rất là sướng, rất là thoải mái. Okay, let's go. 好多狗屎嘅。我哋係啊，好多狗屎嘅。唔係，其實狗屎都冇嘢嘅， but it's just like the grass is not soft, you know. 因為天氣嘛。 Tại vì nãy cái công viên ở trong á, người ta đang cưa cái cây á mọi người, đang cưa cái kè sù á, cho nó ồn quá trời luôn. Thì anh Thêm còn quay cái công viên. Thêm! Go! Câu kêu câu là quay nhiều quá à. Phát thái to là chỗ là chỗ là chỗ là chỗ. So noisy. I know, giờ này kè cánh sù mà. Cấm cấm cá là dưới khó lên đi là sọt qua. Chơi mà, Quảng Đốc là bên cậu á? Ngồi được tập xấu à? 而家我哋叫特首啦，好唔好？從前英國就叫廣東啦。咁跟住嘅咧，呢個就係佢住嘅別墅嘅一個嗰啲守衞嘅亭。哦，個亭嚟嘅啫。守衞嘅亭，咁呢個咧已經係講咗變咗係一個古蹟嚟㗎啦。超過100年啦，呢座。嗯，明白。我依度可以行個圈。行去啦，行個圈啦，行個圈啦。好快嘅啫。去一個圈，去一個圈。哇！ This way. 超過100年歷史，所以 William 就叫我哋行一個圈。係啦，好多人嚟打卡嘅，因為佢有歷史嗰個歷史個價值，即係唔係有咩特別嘅。
咁咪有水咯，做咩啊？喂，做咩搞人哋啲水啊？What？佢出到水噶？系啊。Why did you? Why? That's pretty cool. 好，我哋而家去第二个站。Thêm đã đi qua bên kia rồi. Các bạn biết tại sao mình hôm nay lên núi Thái Bình không? Tại vì Kiki muốn qua đây quay cho mọi người xem lâu lắm rồi à, mà mấy ngày trước á, tại vì nó bão mưa nên là mình lên quay á, nó không có đẹp, nó nhiều mây lắm. Bên hôm nay nó mưa xong rồi, mình biết là hôm nay ngày đẹp nên là Kiki năn nỉ anh William với Thêm dắt Kiki lên đây quay cho các bạn xem. Trời ơi,你可以講下呢度嘅，呢度咧係香港嘅南邊，即、就、係、是、香港仔 Auntie March 住嗰嗰邊嚟嘅。山頂可以睇到全個香港東南西北四邊嘅。咁我哋咧可以見到呢一邊嘅咧就係、是、香港嘅南邊，香港島嘅南邊。咁你會見到好多海嘅，亦都有幾個煙通嘅咧，就係嗰個叫做煤廠啊、發電廠啊，就喺南丫島嗰度就係南丫島嚟㗎啦。嚇，咁另外最近啲嗰度嘅咧有啲波浪嘅屋嘅咧。就好貴嘅屋嚟嘅嚇，咁就係一啲好有錢嘅人先住嗰度噶啦。咁呢個咧就我哋可以見到成個香港。聽媽咪住喺嗰度附近咯，嗰度下邊咯。你見到你間屋個添？因為我細個以前住，見唔見到嗰個白色嗰啲大廈咧？哦，嗰、那個好貴喎、哦。我係住喺海怡半島，就係啱啱嗰個咯頭嗰、那個去最頂個39樓個大廈去到42樓，我哋住咗39樓個頂，我個嗰間房咧係一個180度個 sea view， 即係個窗咧其實突出嚟咧係180度嘅，然後下邊咧都係海嚟嘅。哇！黐線靚嘅，係好黐線靚嘅，嗰個係好靚嘅。即係你住喺嗰度。係啊。好，我哋而家去邊咧？而家就去個摩啦。好嘢，去個摩。Bây giờ mình vô trong đậu xe mọi người, vô parking. Sợi có cái gì đó, chứ mà. Đâu phải vô. Thằng anh xin lắm la, đà lỗ, có, hoặc là. Thằng một cái phòng à. Oh, hoặc là bên trong có. Chỉ một trang đơn hay. Một trang đơn mới đậu xe xong, bây giờ ông Thiên ông đang lấy đồ thì mình sẽ đi lên. Ở đây là cái parking xong rồi mình đi đậu xe xong thì mình đi vô cái lift. Không cần thiết, tôi cũng có 2 tiếng free, 4-5 tiếng Tức là chúng ta quay 1 tiếng là bao nhiêu tiền? 1 tiếng là bao nhiêu tiền? 1 tiếng là bao nhiêu tiền? 40 đồng 1 tiếng. Trời ơi, lâu quá, không có tới. Lâu rồi, lâu rồi không tới, lâu rồi, lâu rồi không có tới. Trước đây không có sơ sơ. Có sầu 好似乜都有咁樣咯，好，我哋繼續行。有古天樂，喂，月餅啊！喂，而家係咪開始中秋賣緊月餅啦？嗯，好喎、啊。係啊。Tim， see， it's so cute， 一度喎。好似真啊！呢个系，我以为有浸玻璃喺度。假啦，跟住就假啦，mọi người。跟住咁就假，假。咪再个有乜鬼啦，mọi người。人饮提 A 酱咯，而家痛一手咯。系喂呢，mọi người。你睇下呢个有烧鹅啊！诶，入边系餐厅嚟噶。系啊。咁点解佢闩门嘅？唔係，隔離先係正門嚟。啊，係啊，即係呢個後門。trời ơi，人工揞咧，飲 A 醬，飲貼咗上嚟，我講緊係啦味啦，mọi người。唉，跟嚟啦，跟住你，跟嚟啦，跟嚟啦，鹹鹹呀，揞胃依嚟呀，吃胃，好得意啊，好得意啊，你睇下幾得意。跟嚟嚟個夜行，mọi người ơi，夜行嚟嚟啊！Hồi xưa không có mấy cái này, bây giờ nó khác hết rồi mọi người. Cái này là nước hoa dầu thơm gì đó. À, cái này là bán đồ lưu niệm. Có cái nhà hàng cầu thủ đá banh gì đó. Để Kiki cho các bạn xem thử. Mấy người này cũng rất là tò mò. Nhà hàng này mắc cười. Wow, không có gì kìa.
哇，咁樣坐噶？足踢足球嘅主題嘅一個餐廳。哦，有得咁啊！我都未嚟過，唔同咗。哪有啊 ？William 嘢添耐啊，俾人啊踢過一隻窿啊！我哋好似三年冇嚟咯 ，right？Last time we went with my brother friend from US. Tại vì lần trước khi Kỳ với Tim đến là đi với bạn của anh trai mình ở Mỹ qua. Bạn của anh trai mình ở Mỹ qua hình như là 2018 hình như là 3-4 năm trước gì đó, trước dịch đó. Họ qua đây du lịch xong rồi Kỳ với Tim dắt anh ấy với nguyên gia đình đến đây chơi nên là mình 3 năm không có ghé, mà bây giờ nó khác dễ sợ luôn á. Nó thay đổi rất là nhiều. Cái tiệm này á là bán những cái đồ ăn vật, giống như những cái đồ ăn vật của Hồng Kông á, mấy cái món mà giống như là xíu muội rồi đậu phộng rồi mấy cái đồ mình đi vô trống xem nha. Thêm cái trống rồi. Ê, ở đây sẽ có cái gì hữu sực à. Cái này là nấm này mọi người. Hữu sực à, đi sực rồi mày à? Mày. Đông cu con à, có nhà ông có bạn có bé ông sực hữu hữu sực à. Lý sao mày em? Lý sao mày mày? Tên gái. Lý sao mày? 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 Có thể thử, có thể thử. Được rồi, chúng ta thử xem. Để anh thử xem. Chúng ta đây là trấn điểm trí bảo. Trấn điểm trí bảo, ông chủ nói. Đúng. Nhưng mà đây là hi hữu tàng. Đúng. Tức là tàng liệu cũng có thể ăn. Đúng. Vì nó có thể giúp chúng ta chơi máy. Đúng. 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 因為芝麻本身冇甜。嗯。嗯。好似蓮，好似蓮糕啊。啊，佢煙煙韌韌。好似蓮糕啊。係啊，煙煙韌韌。OK， 你我哋交換啦。喂 ，William， 你要試下喎，好食喎。我食過啦。嗯，同埋唔甜啦，真係。唔該曬，你好好人。嗯。唔該。呢個咧，堅果酥都好食嘅喎，好鬆脆嘅喎。咁佢都係用有稀有糖嘅，有瓜子啊、核桃、腰果啊、芝麻嗰啲咁樣。你又可以試下。買兩三包咯。呢個你都係俾我試啊？係俾你試嘅。但係我想問，呢一間係咪叫潮香園？潮香園係咪得山頂呢間？有分店噶嘛？喺港島。好多地方都有。我哋有成30-40間，如果計哇咁三十幾四十間，40-50間就係啊，係啊，店長推介。嗯，呢個好嗯，呢個係咪稀有糖啊？係啊，佢都有稀有糖嘅。我話嗱，呢度佢有寫住嘅，但係如果係單獨買呢個咧，半磅裝就60蚊。嗯嗯嗯，唔得，你試呢個，買一包㗎。嗯，呢個香口嘢就啱。因為呢個咧，如果有杯茶咧，即係或者燦咖啡都 OK。好正呢個，要唔要係稀有糖添？健康仲有。呢個係買呢個。好，我幫你 keep 住，睇下仲有乜嘢。你想食呢個？嗱，呢個就大包裝嘅。散裝你就可以試多幾樣嘢。幾多錢啊？呢啲細包。咁啊，100蚊三包，一包就40蚊。嗯。你頭先中意食呢個定呢個？點點？我中意黑芝麻。你中意黑芝麻？你試熟嘅。我中意冇咁甜。好味。你想要呢個？呢個幾錢啊？90。90啊？咁買呢個咯，呢個同呢個咯。係啦。好。最緊要揀啲自己會食嘅。係啊，咁我就呢兩包得啦。好啊，好啊，好啊。我呢個俾翻你。好。你嘅銀包好啊，唔緊要。我冇帶銀包啊 ，Timmy。呢個特別嘅，有兩粒。特別係咪啊？呢個係咪紅棗加兩粒唔知乜嘢？核桃。核桃嚟嘅咩？你講邊個？呢個好得意啊！呢個。呢個唔係。哦，呢個係椰棗啊，中東椰棗啊，中東嘅椰棗樹。咁但係咧。呢個就冇得請你試啦。咁如果一粒咧就15蚊。
哦，係啦，啊，有一個可以請你試嘅，如果你中意食棗嗰啲，啊棗啊，棗我麻麻地啊，我見到得意嘅啫，呢個黑棗，女仔食呢個都好㗎。哇，咁得意啊呢個！係啊，嗱呢個就黑棗加合糖。繼續試喎呢度。哇，呢個就一啲都唔甜嘅，試下先啦。好。係咪唔甜啊？哇！先生，試下先生。So good, look at this. Like a 咩？出外面係。外面係棗，入面係合糖。誒，嗰個原味合糖。Walnut。The date. The date is like a dry palm, I guess. Yeah. Okay. Cheese. Mm, yummy. This one is not like the yin yang feeling. If you're high, you'll like yin yang. These girls like to eat. I mean, like, girls like to eat more. Because guys like to eat more. Not really. 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 Not really.添中意食嗰啲比較脆口嗰啲嘢，係嘛？呢個啊添，yeah. 哦，好幾錢啊？計曬兩包，總共一個九十，一個六十，加埋就一百五十嚇。嗯，哦，信用卡俾嘅，嗱呢度一百五十。嗯，thì chỗ này là cửa trước nha mọi người. Cái cảnh này chắc các bạn cũng rất là quen thuộc ha.Yeah, các bạn thấy là núi Thái Bình đó, nó sẽ có hai cái shopping mall, là hai cái thương mại ha. Bên đây là cái thương mại khác. Thì hai bên nó cũng có cái đặc sắc của cái thương mại. Cho nên là mọi người nếu mà có thời gian thì tới hai cái thương mại để khám phá nhiều hơn. Mấy cái chè Hồng Kông nè.剛才我們就看到香港島的南邊就是一個海來的，現在我們就去回中間那裡了，那望過去的就是九龍區咯，現在看到的就是那個海港啦，很漂亮的海港啦，今天很陽光啦，對面就是九龍區，那當然是你看到很多屋密密麻麻，如果夜晚的呢就因為很多每度全部都開曬燈啊，你會見到很多燈，咁呢個咧亦都係我哋著名嘅香港嘅夜景啦。咁、所以嘅咧嚟太平山嘅咧，誒記得嚟呢個亭去打卡，一定要影嘅嚇，咁、就唔好唔嚟呢度啦。Thì bây giờ Kiki với Thiên cũng bắt đầu mệt rồi, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video hôm nay. Mong là video lần sau Kiki với Thiên có thể giới thiệu nhiều cảnh và văn hóa và ẩm thực Hồng Kông cho mọi người xem nha. Hẹn các bạn trong video lần sau. Bye bye.Ngoại hình minh tinh Hồng Kông, lập trường cuốn. Cổ Thiên Lạc, có ai mê Cổ Thiên Lạc không? Ui, cái này là cái cao độ này à? Ui, cái này cũng rất cao. Đúng không? Hổ đất, người ta sợ. Ui, ui, Thiên, anh đi vào đi. Cái cao độ là gần như vậy. Ui, anh cao hơn anh nhiều vậy. You taller than him. So creepy.It's kind of creepy, like on the side of my eye, it feels like it's going to move. This is the one that's going to move. Oh, this is crazy. This one is so creepy. Because this is going to be a little bit. I know. This is crazy, everyone. This is crazy, at night, it's so scary.